Tin nóng quý vị ơi. Bữa nay tôi xem, mới vừa xem Tuổi Trẻ Online đây nè. Cái đoạn phim này có khoảng 2 phút mấy thôi, mà tôi thấy nóng lắm. Tại vì đồng bào Việt Nam hay đi xếp hàng, đang đi xếp hàng để mà thèm ăn cái món gọi là bắp rang đó. Mời quý vị nghe coi Tuổi Trẻ Online nha. Đó, thấy không? Đó là những cái nồi bắp rang đó mà người ta, khi mà người ta đi xem cine á, thì người ta mang nồi theo, rồi mang thao, mang thiếp, rồi có người cả đem cả cái nồi mà đựng bánh tét để mà mua bắp rang đó nha. Đó, quý vị thấy không? Trong đây giống như là người dân Việt Nam đang chết khát ăn bắp rang đây nè. Không biết cái nhà nước này, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, làm sao mà để cho dân mà thèm đến mức này, mà phải sắp hàng gọi là rồng rắn để mà vừa xem cine vừa ăn bắp rang nè. Đó, quý vị thấy đó, đây là tin đặc biệt đó, chứ không phải là chuyện đùa đâu nha. Đó, một hàng dài để đi sắp hàng. Đó, bằng xô, bằng thùng rồi đó, không biết, quá xa trời luôn á. Cai trị người dân như thế nào để mà người dân đói khổ như thế này, thiệt tình đó. Đó, đó, nguyên một thùng bắp rang như thế này đây nè, đúng không? Sẵn sàng để là rạp cine rồi cung cấp cho khách hàng nha. Thành ra mà bây giờ đó nó đồn đại rồi là bao nhiêu cái rạp chiếu bóng đều làm như vậy hết, chứ không phải là một rạp đâu nhé. Đó, thì quý vị thấy nè, đó. Có nhiều cư dân mạng TikToker tham gia đó. Có thể thích lớn như xô, chậu, thúng, nồi, thùng đến rạp phim để mua bắp. Đó là tin tức này là tin tức thật sự đó nha. Nhà rạp hào hứng chia sẻ hình ảnh khán giả đến rạp phim đông đặc xếp hàng để đó, nguyên một cái thô bày tỏ sự phấn khích với lực lượng bắp khổng lồ so với ngày thường. Những bức ảnh clip quay lại hành trình đi mua bắp cũng trở nên viral trên mạng xã hội, kéo theo nhiều khách. Dân đói quá rồi, đói nữa. Một bắp rang mà có cái gì đâu mà phải xếp hàng như vậy. Các từ khóa kể chiếc bắp rang hay ăn bắp bằng xô cũng được hưởng ứng trên mạng xã hội. Không chỉ ở thành phố Hồ Chí Minh, sức nóng của chương trình lan tỏa ra nhiều tỉnh thành. Ở Đà Nẵng, Phan Thiết, Nha Trang, Thái Bình, Phú Thọ, khán giả cũng thấy không biết bao nhiêu rồi, Thái Bình, Phú Thọ, Nha Trang rồi, chứ không phải là chỉ Sài Gòn không đâu nha. Đó, nhà nước cai trị người dân như thế nào để mà người dân chết đói như thế này đây nè. Mình hiểu không nổi luôn á. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa mà đối xử với người dân như thế nào mà để người dân phải đói khổ như thế này. Nếu mà trường hợp này mà nó xảy ra bên Mỹ làm sao có được. Người Mỹ người ta đủ sức để mà người ta giàu có, để mà người ta không phải ăn bắp rang kiểu này. Thấy không? Tôi thấy cái clip này á, tôi thấy làm rất là đau lòng cho người Việt Nam. Khách hàng xem phim có vé và bắp theo đồ đựng tới rạp để được đổ đầy thoải mái, ăn thả cửa trong lúc xem phim nhé. Để không lãng phí đồ ăn, quý khách vui lòng cầm theo đồ đựng có dung tích đủ. Nó đã kêu gọi đồng bào đó là khi mang theo đồ đựng để mà nó cung cấp gọi là bắp rang cho đồng bào ăn. Xin lỗi á. Thành ra mình thấy, mình vừa coi phim mà mình thấy rất là khó chịu. Mình thấy đồng bào mình sao khổ quá vậy. Đi coi cine mà không enjoy mà cũng phải mang theo 3 cái nồi niêu rồi để mà đựng bắp. Đó, khổ. Dùng phù hợp với nhu cầu cá nhân. Nhưng dù nhà rạp đã có lưu ý như vậy, cũng không tránh khỏi việc nhiều khán giả mang theo vật đựng quá lớn so với nhu cầu ăn. Có người mang nồi cỡ đại, thùng đựng nước. Nó là, coi cái đoạn phim này là nó chứng minh cho mình thấy đó, là cái xã hội chủ nghĩa nó tồi tệ đến mức nào. Nó làm khổ người dân tới cỡ nào. Một cái đất nước mà người ta có tự do, người ta có dân chủ, người ta có nhân quyền, không bao giờ mà nghèo nàn như thế này được. Để mà gọi là ăn bắp rang để cho đỡ đói. Sự thật là như vậy. Đồng bào nghèo quá, không có đủ tiền để mà mua bắp rang để mà ăn, thì sẵn dịp đi coi cine thì mua cả thúng rồi là cả cái nồi bắp rang để đem về nhà ăn, hoặc là chia cho hàng xóm ăn, ví dụ vậy. Chứng tỏ cái điều mà nó đối sổ, còn gánh hai cái thúng đến mua bắp, nó đối khổ đang xảy ra ở Việt Nam. Dễ lan tỏa. Ban đầu ăn bắp bằng xô có vẻ như vô hại, nhưng đó là trước khi người ta tính đến chuyện liệu người mua sẽ ăn hết bắp không và số bắp thừa sẽ đi về đâu. Có người mà đây là báo Tuổi Trẻ nha, báo Tuổi Trẻ rõ ràng nói về vấn đề đó nha. Mà có phim ảnh rồi là gây sốc đàng hoàng. Những cái trò như thế này mà đưa ra mà hải ngoại chiếu thì nó rất là buồn cười và nó rất là gọi là thô bỉ. Người ta nhìn thấy cái nỗi khổ của người dân Việt Nam sống dưới cái sự mà cai trị của cái nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Biết bao nhiêu quốc gia người ta sống là sung sướng. Chỉ cần người ta rồi là thay đổi cái thể chế thôi, thay đổi một cái thể chế rồi là tự do, dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam, thì lẽ dĩ nhiên người đồng bào thì chúng ta không phải khổ sở để mà đi xếp hàng để là ăn cái món bắp rang này ở rồi coi cine đâu. Đó. Tôi đưa ra phương án mang bắp về để chia cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp. Thấy không? Rõ ràng là đối khổ. Nhiều khán giả cho rằng chia cho người thân bạn bè nữa mà. Có người gợi ý nhà rạp nên khuyến cáo rõ hơn, mạnh hơn về việc không lãng phí bắp và chỉ đem vật lượng vừa đủ. Đó, cái nguồn tin rõ ràng như vậy đó, thấy không? Chối cãi gì nữa, thấy không? Cảm ơn Tuổi Trẻ Online đã đưa ra những cái tin tức đặc biệt như thế này để thông báo cho tất cả mọi người là cái sự mà cai trị rồi là vuốt nát của cái chế độ mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa, cái chế độ Việt Cộng đó, nó đã gây ra đau khổ cho dân tộc Việt Nam mình mấy chục năm nay, kể từ năm 1975, 30 tháng 4 năm 1975. Nó gây đau khổ cho toàn dân tộc Việt Nam. Mấy chục năm rồi chứ đâu phải là mới đây đâu, từ năm 1975 là đến bây giờ 40 mấy năm rồi, 40 mấy năm đau khổ cho dân tộc Việt Nam, gọi là phát triển không nổi. Tại vì tự do không có, tự do ngôn luận không có, tự do tôn giáo cũng không có, tự do biểu tình cũng không có, tự do lập hội lập họp cũng không có nữa, rồi làm sao đất nước phát triển, phải không? Tất cả mọi ý kiến gọi là bị tiêu diệt hết. Chỉ có gọi là độc tài cộng sản là được gọi là tôn vinh thôi. Đất nước cộng sản đó là vậy. Bởi vì người ta cho là cộng sản là độc tài, độc ác. Thì không bao giờ mà khá được hết. Để cả đất nước phải nghèo đói như thế này, báo Tuổi Trẻ đưa lên như thế này, cái đó đây là một cái sự kiện đặc biệt chứ không phải là không. Hồi mà sự thật thì TV256 là rất rành về cái vấn đề mà xem phim cái thời mà sau năm 1975. Mình đi xem phim nhiều mình biết chứ không phải không. Thời đó mà trong rạp chắc chỉ có mình TV256 thôi. Mình không phải, tại vì buổi trưa hè mình nóng thì mình vô rạp hát thôi. Trong đó có mình hoặc 2-3 người nữa. Nó phim nó ế ẩm làm sao đó, tại vì tất cả là với cái mang cái mục đích là tuyên truyền cho cái chế độ Việt Cộng, đúng không? Những cái bộ phim mà quý vị thử nghĩ coi, nó đặt tên cái tựa đề bộ phim là chẳng có gì mà ầm ĩ, trời đất, đặt tựa đề phim như kỳ vậy. Rồi phim mà Mọi Da Đỏ chống với đánh với Mỹ, Oscar Ola, 5 người từ trên trời rơi xuống, trời đất ơi. Đó là tựa đề phim của Việt Cộng đó quý anh chị em, 5 người từ trên trời rơi xuống. Mà TV coi nó cũng chẳng ra là cái gì hết á. Rồi đồng hồ chuông điện Kremlin, rồi đến hẹn lại lên, rồi Kim Đồng, rồi đại tá Volodyovsky gì đó, ván bài lật ngửa. Biệt động Sài Gòn, trời ơi, toàn là những phim tuyên truyền không à. Tuyên truyền như thế rồi ai coi? Đáp phải là vắng hoe, có 1, 2 người, 3 người, 5 người là tối đa rồi. Trong một cái phim là nó như vậy, thì người ta vô đó là có máy lạnh, người ta nằm ngủ cho nó đã thôi. Chứ chẳng có ai coi, chẳng có ai coi hết, thành ra đó mà ngay bây giờ đó mình nghĩ nó cũng vậy thôi. Nghĩ bây giờ toàn cũng là toàn phim tuyên truyền thôi, rồi đâu có ai coi. Mà không có ai coi thì bắt đầu gọi là marketing mà, đúng không? Ai vô coi phim thì được ăn là bắp rang, gọi là thả cửa, bắp rang gọi là không có tính tiền, thí dụ vậy. Bà muốn cỡ nào cũng cho có đó, mang thúng, mang nồi niêu đồ, mang cả nồi bánh tét vô để mà đựng bắp rang rồi đem về nhà ăn. Đó, nó làm những cái trò mà mình thấy nó rất là thô bỉ, rất là hạ cấp. Và người ta biết ngay là dân mình nghèo đói. Cả thế giới nhìn vào người ta biết ngay là dân mình nghèo đói. Mà đâu phải là một cái rạp cine không, mà cả rồi là biết bao nhiêu rạp cine khác đều là muốn cho người ta vô coi xem để mà được ăn bắp rang như vậy. Đúng không? Chế độ này nó tồi tệ đến cái mức đó. Rồi TV 256 cũng cảm ơn quý vị đã lắng nghe.